Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện việc cấu hình static NAT trên router Cisco. Yêu cầu của bài tập như sau: cho phép các máy trên Internet có thể truy cập máy server có địa chỉ IP 192.168.1.2 trong mạng nội bộ. Để thực hiện yêu cầu này, mình sẽ xây dựng một mô hình gồm có một router có địa chỉ interface giao tiếp với mạng nội bộ có giá trị là 192.168.1.1 và interface giao tiếp với môi trường bên ngoài có địa chỉ là 200.1.1.1. Ở đây, từ một máy tính có địa chỉ IP 222.255.121.111 sẽ gửi một yêu cầu truy xuất đến địa chỉ 200.1.1.1. Khi gói tin đến router, nhiệm vụ của router sẽ chuyển đổi địa chỉ đích đến thành 192.168.1.2 và di chuyển vào bên trong máy tính nội bộ. Mục tiêu của việc thực hiện NAT, mục tiêu của bài tập này giúp cho học viên hiểu rõ cách thức chuyển đổi địa chỉ IP trong static NAT và ứng dụng công nghệ NAT cho phép mọi người trên mạng có thể truy cập vào máy tính trong mạng nội bộ. Các bước để thực hiện vấn đề NAT như sau. Đầu tiên, đặt địa chỉ IP cho các cổng giao tiếp. Địa chỉ IP cho cổng giao tiếp, chúng ta kết nối đến thiết bị router Cisco thông qua cổng console dùng chương trình Hyper Terminal. Tại mode User, chúng ta dùng lệnh Enable để kết nối vào mode Privilege. Tại mode này, chúng ta dùng lệnh Config Terminal để vào mode cấu hình. Sau đó, chúng ta sẽ kết nối vào từng interface và đặt địa chỉ IP cho từng interface. Tại đây, với interface F0.0 là interface sẽ giao tiếp trong mạng nội bộ, chúng ta đặt địa chỉ IP 192.168.1.1 với subnet mask tương ứng. Và interface F0.1 là interface sẽ giao tiếp với môi trường bên ngoài, chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP 200.1.1.1 với subnet mask tương ứng. Như vậy, chúng ta hoàn tất được quá trình đặt địa chỉ IP cho các interface. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ thiết lập IP NAT Insight trên cổng F0.0. Tại chúng ta sẽ kết nối đến interface F0.0 và thực hiện lệnh như sau: IP NAT Insight. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập IP NAT Outside trên cổng F0.1 là interface sẽ giao tiếp với môi trường bên ngoài. Interface F0.1. Chúng ta thực hiện lệnh IP NAT Outside tại interface F0.1. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện NAT tỉnh cho máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.2. Để thực hiện việc này, tại mode Global Configuration, chúng ta thực hiện lệnh IP NAT Inside Source với địa chỉ nguồn là static, là xác định tỉnh, với địa chỉ nguồn là 192.168.1.2 là địa chỉ IP nội bộ bên trong mà chúng ta cần thực hiện NAT, và interface ngoài chúng ta sẽ gán là 200.1.1.1.
Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong việc NAT địa chỉ IP 192.168.1.2 đến địa chỉ IP 200.1.1.1. Sau khi thực hiện NAT, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tại một máy tính bên ngoài. Chúng ta thử dùng giao diện web. Chúng ta thử dùng giao diện web để truy cập vào IP WAN của router. Khi chúng ta truy cập vào IP WAN của router thì nó sẽ chuyển đổi vào IP ở trong mạng nội bộ với cái máy tính có địa chỉ 192.168.1.2 là một cái máy web server. Khi chúng ta dùng địa chỉ IP WAN truy cập vào thì nó sẽ kết nối vào được web server của cái máy đó. Như vậy, chúng ta đã hoàn tất được quá trình cấu hình static NAT trên router Cisco.